cho bác cái chiếc ghế AS860 mà trước đó là bác cũng đang mua, và bác cũng có lời mời là ngồi trên chiếc xe của bác để. Và ngày hôm nay thì sau khi mà giao cho bác Trung chiếc ghế massage nội địa Nhật Furidoki SKS 6700, thì bác có nhờ bộ phận kỹ thuật của Ngọc Gia Ban là hỗ trợ vệ sinh cho bác cái chiếc ghế AS860 mà trước đó là bác cũng đang mua, và bác cũng có lời mời là ngồi trên chiếc xe của bác để có thể là di chuyển tới đúng cái vị trí đấy luôn. Và xe của Ngọc Gia Ban thì vẫn để ở đầu ngõ của nhà bác, còn lại là sẽ đi trên chiếc xe của bác nhé. Và với cái quãng đường vận chuyển cũng khá là ngắn, chỉ khoảng tầm hơn 100 km, và ngay lúc này thì bộ phận kỹ thuật của Ngọc Gia Ban đã di chuyển tới đúng cái vị trí mà bác Trung nhờ Ngọc Gia Ban là vệ sinh cái chiếc ghế massage nội địa Nhật Furidoki AS860. Con chào bác ạ. Và sau khi mà tới nơi thì đây chính là cái phiên bản 860. Phần tem ở phần lưng của nó này, phần lưng của nó thì nó ghi là AS860 Made in Japan. Chiếc này thì bác cũng mua được một thời gian rồi. Ở phần dưới chân của nó cũng khá là bẩn nhá. Và đây là các cái vết mốc của dây này, lâu ngày bác không vệ sinh. Và cũng như là cái phần da của nó này, lâu ngày bác không vệ sinh nên là nó đã bị lứt cái phần da rồi. Đấy. Thì đây cũng chính là một trong những cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng những chiếc ghế massage nội địa Nhật là cần phải vệ sinh thường xuyên để cho các cái lớp da nó được bảo đảm. Đấy, đây này, phần da lâu ngày là không vệ sinh này. Cái việc vệ sinh nó đơn giản lắm, chỉ cần sử dụng một chiếc khăn ướt, sau đó là chúng ta lau qua là chiếc ghế của chúng ta sẽ được bảo đảm một cách rất là an toàn. Và ngay lúc này thì bạn Tài, nhân viên kỹ thuật của Ngọc Gia Ban sẽ tiến hành tháo cái phần ốp lưng ra để kiểm tra bên trong và cũng như là vệ sinh cho bác. Vâng. Bừa bãi. Cái chiếc ghế này là bác cũng có hay sử dụng bác? Có, hàng ngày. Cái này nếu như mà bác hay sử dụng ấy thì là bác sử dụng cái rẻ lau nhỉ. Ừ. Xong là một cái rẻ sạch, bác cứ giặt cho con bằng cái nước bình thường thôi. Ừ. Hoặc là bác giặt bằng cái xà phòng. Thì tại vì là cái phần gối nhá là bác hay tì vào. Ừ. Thì là ở cái chỗ điểm cổ ấy của mình là nó có hay có cái lớp dầu ấy. Ừ. Lớp dầu mồ hôi nó đổ ra. Ừ. Lâu ngày nếu như mà mình mà không lau ấy là nó sẽ tụ lại và nó bật và nó bị cứng, nó bị nứt kia. Thì là bác cứ sử dụng đây là như như chú nhà con đang làm. Thường xuyên tớ cũng lau thế đấy chứ. Vâng. Đấy là cái phần cổ của bác là nó sẽ không bao giờ nó bị nứt. Ừ. Đấy. Tớ cũng lau thường xuyên đấy. Như các cái bộ phận ở phần mông này nhá, nó không tiếp xúc nhiều cái lớp dầu mồ hôi ấy. Ừ. Là nó sẽ không bao giờ nó bị cứng, nhưng mà ở cái phần cổ với phần kia của bác là nó hay tiếp xúc mồ hôi ấy. Ừ. Là nó sẽ bị cứng. Nên là những cái việc này là mình cứ chỉ sử dụng mỗi cái lớp rẻ cái bình thường rồi, thôi. Rồi, rồi. Đấy, vâng. Tớ thường xuyên tớ làm đấy. Vâng. Thật, nó bẩn lắm, không có là làm sao mà được thế này. Vâng. Và đây chính là cái bộ động cơ bên trong của chiếc AS860 mà ngày hôm nay bộ phận kỹ thuật của Ngọc Gia Ban sẽ tiến hành vệ sinh. Ở đây thì các cái phần nỉ ở bên trên nhá, nó còn rất là đẹp này. Đấy, phần nỉ ở bên trên chiếc ghế nó còn rất là đẹp sau một thời gian sử dụng. Và ở bên dưới thì đây chính là các cái bộ động cơ của nó này, như là motor này, các cái bánh răng này. Lâu ngày nó không được vệ sinh và cũng như là nó không có cái sự hỗ trợ của những người chuyên môn về kỹ thuật. Đây như bạn Tài thì bạn ấy đang sử dụng các cái lớp mỡ chuyên dụng để có thể là tra vào các cái lớp bánh răng này, để cho cái việc vận hành của các cái trục quay, trục năn nó sẽ được trơn tru hơn. Đấy, nó sẽ được dễ dàng hơn trong cái quá trình và cũng như là đảm bảo tuổi thọ của cái chiếc ghế. Như ở đây thì cái phần con năn của nhà bác sử dụng nhá, lâu ngày rồi nhưng mà cái con năn nó vẫn giữ được cái chất lượng, nó rất là tốt. Ở đây thì các cái phần thanh trục này, lâu ngày nó không được tra dầu tra mỡ nên là nó cũng sẽ có những cái điểm han. Nhưng mà với những cái việc han này thì lát nữa thì Ngọc Gia Ban sẽ sử dụng các cái giấy nhám, giấy giáp để có thể vệ sinh qua. Đây các cái thanh hành trình này còn rất là đẹp, cũng như là các cái bộ động cơ ở bên trong. Thì đây là một chiếc ghế bác cũng mua là khá là lâu rồi, nhưng mà ở nhân tiện ngày hôm nay thì bác lấy chiếc ghế SKS 6700 và cũng có nhờ Ngọc Gia Ban là vệ sinh cái chiếc ghế này, vệ sinh hết từ phần bên ngoài, phần da cho tới là ở bên trong những cái bộ động cơ như thế này.
Đây nhá, như các cái phần ở thanh trục ở đây này. Đấy. Các phần thanh trục ở đây thì sẽ chỉ cần sử dụng các cái lớp giấy nhám đơn giản thôi, và cũng như là vệ sinh. Thì sau khi mà vệ sinh thì cái thanh trục ở bên trên nó đã sáng rồi. Cái thời gian vệ sinh thì nó cũng không cần nhiều, chủ yếu là chúng ta sẽ sử dụng đúng những cái dụng cụ để có thể vệ sinh nó được một cách chuẩn và chính xác hơn. Thì sau khi mà sử dụng các cái lớp giấy nhám ở đây là các cái thanh trục nó đã sáng. Đây này, nó sáng này. Nó sáng và nó sẽ quay trở lại cái trạng thái ban đầu. Và nát nữa thì khi mà đã vệ sinh sáng bóng xong thì sẽ chỉ cần tra thêm một cái lớp dầu mỡ thôi. Và đây là chiếc ghế massage nội địa Nhật IS860. Sau khi mà anh em bên kỹ thuật của Ngọc Gia Ban đã vệ sinh lại cho bác Trung, nó lại bóng bẩy như lần đầu. Đây này, từ về phần gối này, phần vai, túi khí này, cho tới là các phần mông này, chiếc ghế nó lại đẹp như hình thức ban đầu. Thì với cái dịch vụ tại Ngọc Gia Ban thì nếu như mà các bạn mà có cần vệ sinh những chiếc ghế massage nội địa Nhật, kể cả là mua hay không mua, thì Ngọc Gia Ban cũng sẽ đều hỗ trợ để cho các bạn có những cái chiếc ghế massage nội địa Nhật đẹp nhất. Đây như là kể cả là ở phần ốp nhựa này. Đấy, ốp nhựa này, phần chân này. Đấy. Chào thế thì như vậy.